Ủa Lam, sao bà dục vô đây? Thì sợ rác, tôi không dục vô đây, chứ dục vô đâu? Thì đúng đấy là sợ rác, nhưng mà hộp sữa là rác tái chế, bà phải dùng vô sọt tái chế chứ. Bà dục vô đây, trời ơi, tôi có ghi là sọt rác hữu cơ, dùng để dục những thực phẩm thừa, thức ăn thừa. Còn đây á là sọt vô cơ, dùng để dục những thứ mà không tái chế được nữa, như là túi ni lông nè, gốm, sứ. Bà hiểu chưa? Ừ. Anh nghĩ ra chiến dịch gì rồi? Chiến dịch gì? Theo như hai người vừa nói thì hầu như người Việt Nam mình chưa biết phân loại rác. Hay là qua chiến dịch này, chúng ta sẽ giúp mọi người phân biệt được rác nào là rác tái chế và rác nào là rác không tái chế. Như vậy sẽ bảo vệ môi trường hơn. Ý hay á. Ừ. Nhưng mà vấn đề là biết sao không? Có ai đâu mà rảnh đâu. Ra chỗ thùng rác đi, nhìn hộp sữa, nhìn xem là cái này có tái chế hay không. Ai đâu mà rảnh. Thì mình phải tìm cách cho mọi người rảnh phân loại rác chứ. Đánh vào tâm lý của mỗi người thì ai cũng sẽ rất là thích nhận quà. Cho nên mình sẽ làm ra một chiến dịch là đổi rác lấy quà. Mọi người thấy sao? Hay đó. Với lại tụi mình phải chọn địa điểm thích hợp nữa. Thì như vậy tụi mình sẽ tiếp cận được với đối tượng phù hợp hơn. Ý hay đó. Ok, vậy thì bây giờ em sẽ phân công việc nha. Đi cũng lâu rồi á, hay là mình ngồi nghỉ hả? Ừ, nghỉ đi, em cũng mệt quá. Ngồi nè. Nè, em lau đi. Cảm ơn nha. Nghe này, em uống sữa đi. Đi sáng giờ uống sữa cho hồi sức. Cảm ơn nha. Anh, tao đi mang sữa cho mình á. Tony, ông uống sữa chưa? Tôi có rồi. Ok, cảm ơn nha. Ngon quá. Con làm cái gì đây? Giờ này sao con không về đi học hả? Mày làm cái gì vậy? Đây là công việc của con mà. Con đang là tuổi ăn tuổi học. Mẹ lo cho con đi học chứ không phải công việc này. Đi về nhà đi học cho mẹ. Nhanh. Mẹ đừng có can thiệp vào cuộc sống của con nữa. Tại sao con cãi lời mẹ chứ? Mẹ chết cho con vừa lòng nha. Ngốc. Đúng là người lớn chỉ có mỗi một chiêu. Nếu mà không nói được á thì dùng tính mạng là nước mắt ra đe dọa. Ba mẹ mà dùng tính mạng của mình để năn nỉ con cái thì anh nghĩ rằng họ cũng đi đến tột cùng của sự hy vọng rồi đó. Nhưng mà em không có nghĩ vậy. Tại vì á, nếu mà vì thương ba mẹ mà từ bỏ ước mơ của mình á, vậy thì ai sẽ là người thương cho chính bản thân của họ? Ba mẹ nào em thấy cũng vậy hết trơn á. Thế này em thấy bạn nữ nó nói đúng mà. Học nhiều để làm gì, sau này ra đời cũng đâu cần những kiến thức đó đâu. Mia, em biết tại sao lại có hoa hậu và á hậu không? Thì để phân cấp bậc chứ chi nữa. Hoa hậu và á hậu đều đẹp như nhau cả. Nhưng mà một người sẽ có thứ hạng cao hơn, bởi vì là họ có lòng nhân ái và đặc biệt là tri thức nữa. Tôi nghĩ là ở đây mọi người đi vắng cũng khá nhiều á, cho nên là khá vắng vẻ. Với cả ở đây hình như cũng có thuê lao công hay sao á, cho nên là bọn mình cũng không cần phân loại rác thải đâu. Thôi mình đi chỗ khác hả? Mấy khu này không có hợp với lại mấy công tử bộn như anh đâu. Hay là thôi, anh đi về đi, để em vô trong khảo sát một mình được rồi. Cái gì mà không hợp? Em nhìn anh vậy thôi chứ, mấy khu này anh đến hoài à. Mấy khu ghê hơn vậy anh còn tới rồi cơ. Rắn, rết, ròi bọ, anh nhìn thấy hết rồi. Đừng có mà khinh anh. À, nhưng mà em thấy anh vẫn nên đi về thì hơn á. Ha, thôi em đi trước nha. Không được, không được, để anh đi chung đi. Nè. Ê. Trời ơi, đi kỹ gì vậy cha nội? Trời ơi, chạy xe như vậy đó hả? Cô có sao không cô? Không sao con. Con có sao không con? Hả? Ê, ba Hồng Chính nhé. Dạ con không sao. Dạ con cảm ơn cô. Con cảm ơn cô. Đứng dậy đi. Ở cái khu này á thì con phải đi đứng cho cẩn thận nha. Ngó trước ngó sau, chứ cái khu này á tạp nhạp nhiều lắm á con. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô.
Đó, thấy chưa, em nói rồi mà. Anh nó không có học với mấy khu này đâu. Nên là thôi, nghe lời em, đi về trước đi. Để em vào trọng khảo sát, rồi lấy em về sao, ha? Không được, em không nghe cô nói hả? Khu này tạp nhạp lắm, em con gái đi một mình sao được. Thôi, để anh vào, anh đi khảo sát cho, nha. Nhưng mà anh... Trời ơi, nãy anh bảo với em rồi. Anh á, mấy cái chỗ như vậy anh đến hoài. Anh còn đến mấy cái khu nguy hiểm hơn vậy mà. Rắn rết, giòi bọ, anh gặp hết rồi. Cho anh á. Làm gì ạ? Thì anh để lên đây nè, không còn nghe mùi hôi nữa. Kìa, sao tắt nạt của anh? Giờ này mà anh còn tinh thần nhã nhót được nữa hả? Mọi người đi khảo sát không biết sao nữa, mà còn chưa về. Em lại lo xa rồi đấy. Anh mới gọi cho Leo xong, mọi người đang qua đấy. À, mà hồi nãy anh bị té có sao không? Trời ơi, anh là con trai mà. Mấy cái xíu xiu này sao mà làm sao được. Hơi bị mạnh mẽ nha. Thích mình ta. Anh biết là tay anh ở map rồi, nên em muốn nắm hoài đúng không? Thôi thì anh để cho em nắm cả ngày cũng được nữa. Ê, anh nắm chặt quá làm sao mà em băng bó vết thương cho anh được. Ủa, tay bị thương từ bao giờ vậy ta? Lúc nãy anh bị té có đau không? Không đau đâu. Ozi nè, hay hôm nào cho anh mời em đi ăn nha. Nhân dịp gì vậy? Thì nhân dịp hôm nay em cho anh mượn gấu che mũi với cả băng vết thương cho anh nhá. Có gì đâu, bình thường mà. Anh đang học cách để biết ơn với cả đền đáp. Thế mà có người không chịu hợp tác thế này, đến bao giờ mới tận hưởng được cái niềm vui của sự biết ơn với đền đáp bây giờ? Thôi được rồi, vậy thì hôm nào mình đi ha? Hôm nào là hôm nào? Hôm nào là thứ 8 hả? Hay lần sau là ngày 32, rồi sau này là tháng thứ 13, rồi giờ hẹn là giờ thứ 25 đúng không? Leo lớp nghe, Tony. Mọi người đi khảo sát về rồi hả? Tình hình sao rồi? Không có tìm được. Còn bên em thì sao? Bên em khu tập thể khá là ok á. Tại vì người dân ở đó đa phần là công nhân, nội trợ. Cho nên em nghĩ là lúc nào cũng sẽ có người ở nhà. Với lại khu rác thải bên đó khá là bừa bộn nữa. Vậy thì tụi mình quyết định chọn khu tập thể ha. Ok, đó là hợp lý nhất rồi đó. Nhất trí. À mọi người, mình uống sữa đi để nạp năng lượng. Yeah, lại được uống sữa rồi. Ủa Ace, tay không bị sao á? Thì bảo hôm nay á, vào cái khu đó đúng nguy hiểm luôn. Xung quanh thì toàn rác thải thôi. Thối ơi là thối. Xong rồi toàn rắn rít đủ thứ. Chó thì nhiều, đuổi cho chạy cong đít luôn á. Không biết sao không? Mấy ông say rượu phóng âm. May tôi á, thân thủ cao cường á, mới cứu được á OG đấy. Không là hôm nay có chuyện không, rồi đấy. Không phải đâu em. Thật đấy. Nói chung là lần sau mình vào đấy á, cứ phải để tôi đi trước. Nhảy nhiều mà cho nên là nhanh nhẹn lắm. Hoa hậu và á hậu đều đẹp như nhau cả. Nhưng mà một người sẽ có thứ hạng cao hơn, bởi vì là họ có lòng nhân ái và đặc biệt là tri thức nữa.
mẹ vô đi ạ. Mẹ đem sữa cho con nè. Đây, học bài hả? Dạ, thì học sinh phải học bài chứ. Mẹ uống sữa đi con, uống vô có sức khỏe, học bài mới được. Dạ. Trời ơi, mẹ hiểu ý con ghê luôn á. Sữa lốc Nanto đây là trend, đây là xu hướng của trường con á. Ai cũng uống hết á nha. Vậy hả? Học đi con. Dạ. Mẹ đi xuống làm chuyện nghe không? Dạ. Ừ, mẹ quên nữa. Mai á, mẹ với ba đi xuống tảo mộ ông bà. Mẹ có nấu mà cả tuần lận mới về. Mà mẹ nấu cho con á hả, thức ăn đầy đủ rồi. Nhưng mà cuối tuần con đi quay cho nên mẹ không có nấu. Đó, nhưng mà con nhớ nha. Đi quay đi nhưng mà cũng phải ăn uống đầy đủ nha con. Nhớ không? Con không đi nữa. Hả? Sao vậy? Con hủy mấy buổi chụp rồi. Cuối tuần này con lên thư viện học bài. Con nghĩ là con sẽ dồn nhiều thời gian cho việc học hơn. Vậy hả? Thôi mẹ nấu nguyên tuần cho con luôn nha. Vậy nha. Học đi con, học đi, uống sữa đi nha. Dạ. Tại sao lại có quá nhiều sự đẹp trai trong một khung hình như vậy cơ chứ? Giết chết tao đi, giết chết tao đi. Hạnh có đẹp như vậy, làm sao tao chịu nổi đây? U là trời. Mày đừng có mơ tưởng hão huyền như vậy được nữa không? Hai ảnh hệ của tao đó. Mày không có cơ hội nào đâu. Nên lượn qua bên ha. Chúc phúc cho tao là vừa rồi đó. Không, với con mắt nhìn người và vẻ đẹp cốt cách mỹ nhân của hai ảnh á, chắc chắn một điều, hai ảnh là hệ của tao. Để rồi coi. Ý. Để phun nước. Tôi để tao đi cho. Trời ơi, trai đẹp thế giới này đã ít rồi. Họ còn yêu nhau nữa chứ. Không chịu đâu. Hai ảnh, hai ảnh quen nhau. Mọi người đã sẵn sàng hết chưa? Rồi rồi, tụi tôi xong hết rồi, yên tâm. Khoan 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 mọi người. Nhưng mà bây giờ anh leo lớp với lại anh A còn chưa tới nữa mọi người. Để anh gọi cho. Cái gì? Leo lớp, Ace đang yêu nhau. Hả? Nói cái gì tào lao vậy? Này, anh thấy trên confession trường mình đang rầm rộ bức hình của Leo lớp với Ace này. Trời ơi, hèn gì. Trước đây Leo lớp từng bị đồn làm BD. Tôi cứ nghĩ đấy là tin đồn nên không để ý. Ai ngờ đấy là thật. Mọi người làm gì mà nhìn tôi dữ vậy trời? Biết là đẹp trai rồi nhưng mà có cần phải nhìn theo cái ánh mắt ăn tươi nuốt sống vậy không? Ăn tươi nuốt sống cái gì? Bây giờ ông nó thuộc về Leo lớp rồi, ai mà dám đụng vào? Cái gì? Cái gì mà thuộc về Leo lớp? Nói tào lao gì vậy? Tôi không ngờ hai ông chơi bóng còn giỏi hơn tôi á. Nói cái gì vậy? Nè, thì trên trường đang rầm rộ, lầu ánh nóng của hai người kia. Cái này không phải đâu. Cái này hiểu nhầm thôi. Lúc đấy là anh nhờ Leo giải kèm cho anh. Xong rồi anh tính đi ra ngoài mua nước, cái bị vấp xong rồi đè lên người Leo thôi. Chứ không phải như mọi người nghĩ đâu. Không phải cái tình cảm đấy đâu. Có thiệt gì không? Ê, tôi thấy ảnh cũng đẹp mà. Chúng mình hợp nhau đấy. Tôi nè, tôi trai thẳng nha. Thích ô thích con gái. Rồi thôi, đi vô bàn công việc chính nào, nhanh lên. Ra ngồi nhé. Anh ngồi đây nha. Đi ra, sang kia ngồi đi. Ô gì? Anh leo lớp. Sao dạo này anh thấy em ít ra clip vậy? Thì đó, mọi người chê không ai có clip em hết à. Mà em thấy clip em rất là hay mà ý nghĩa nữa. Tại sao mọi người không thấy như vậy ta? Em thích màu gì? Em thích màu xanh lá. Còn anh thì thích màu đỏ. Tony thích màu xanh da trời. Còn Mie thích màu hồng. A thì thích màu cam. Em thấy không? Riêng câu lạc bộ của mình thôi, mỗi người đã thích mỗi màu rồi. Thì theo em, sở thích của mỗi người bắt buộc có giống nhau không? Tất nhiên là không rồi. Vậy thì em đừng buồn khi mà mọi người không thích clip của em nha.
Ozi à, anh thấy clip của em hay lắm á. Em đừng từ bỏ nha. Nhưng mà anh nghĩ nếu em thay đổi phương pháp một xíu thôi sẽ dễ tiếp cận mọi người hơn đó. Khi mà em làm để thỏa mãn đam mê của chính bản thân mình thôi á, thì nó giống như là em để chế độ chỉ mình tôi vậy. Nhưng nếu em tiếp cận được nhiều người hơn thì lúc đó sẽ trở thành một thông điệp rất là ý nghĩa đó. Em thì cũng muốn lắm chứ, nhưng mà em đã thử rất là nhiều cách rồi, nó không có hiệu quả. Bây giờ em không biết phải làm sao hết đó. À, em có xem chị Lý Tử Thất không? Dạ có, em hâm mộ chị đó lắm luôn á. Chị đó làm những cái vật phẩm từ thiên nhiên rất là tuyệt vời luôn. Vậy thì anh nghĩ nếu mà Trung Quốc có Lý Tử Thất thì Việt Nam mình có OG. Ý anh là em làm clip theo hướng của chị đó hả? Ừ á, nhưng mà sao em không nghĩ ra ta? Trời ơi, em cảm ơn anh nhiều nha Leo lớp. Không có gì đâu. Nhưng mà chuyện anh với lại A có phải là hiểu lầm không vậy? Anh yên tâm đi, nếu như mà có gì đó thì cứ nói với em nha. Em thề là em không nói ra hết trơn luôn á. Không phải, em nói gì vậy? Nó chỉ là hiểu lầm thôi, tụi anh làm gì có cái gì. Anh nói thiệt không vậy? Thật, trời. Vậy thì tốt rồi. Hả, em nói gì cơ? Ý em là em cảm ơn anh nha. Quà cảm ơn của em nè. Cảm ơn em. Do mình để standy hay là do mình chọn cái góc bị khuất quá hả ta? Khuất đâu mà khuất, tụi mình đang đứng ở giữa sân luôn mà. Nè, mà mọi người xem sao đi, chứ cứ như vậy là cả đám công cốc đấy. À, Tony, ủa, Tony đâu rồi? Ơi, có cầm cái túi đạo cụ không? Đây. Ê, cậu phụ trách tạo dáng để kêu gọi mọi người nhá. Ok. Còn A với cả OG, sẵn sàng đổi quán đây mọi người. Anh và em, thu hút sự chú ý của mọi người nhá. Dạ. La. Bà con cô bác chú ý, ngày hôm nay ở đây diễn ra chương trình đổi rác tái chế đổi quà. Với mỗi 1kg rác tái chế thì sẽ nhận được một hộp sữa Los Manto. Nhanh tay mọi người ơi, nhanh tay, chậm chân là hết nha mọi người, số lượng có hạn. Lo. Đổi rác lấy quà kìa bà con ơi. Có người rồi. Ê, có người rồi kìa. Thành công rồi kìa. Chuẩn bị. Dạ, con chào các cô, các chú. Ở đây đang đổi quà. Cô chú hãy vứt rác vào ở đây. À, con chào cô ạ. Cô ơi, rác này cô để... Con gửi cô ạ. À, cô ơi, cô vứt rác. Wow, chiếc ba lô kia đẹp quá. Em muốn có nói thì phải làm sao hả anh? Cái ba lô này hả? Nhưng mà muốn có cái ba lô này phải mua nguyên một thùng với chú ơi. Một thùng quá. Dạ. Em làm gì có đủ tiền mà mua một thùng sữa. À, thế thì bây giờ như vậy đi. Em về nhà em gom thật là nhiều rác sang tặng cho anh. Rồi anh tặng lại em cái ba lô này, được không? Yeah, vậy để em về gom rác cho anh nha. Được á, thôi về con, đi. Dạ, con cảm ơn chú ạ. Cảm ơn con nha, uống sữa ngon nha. Ê. Ai cho cái đám tụi bay bày đồ buôn bán ở đây hả? Tụi anh là ai? Bọn em không có buôn bán, bọn em làm từ thiện. Tao không quan tâm tụi mày buôn bán hay từ thiện. Chính vào địa bàn của tao, không phải muốn làm gì thì làm đâu. Tập hết được tao.